Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thành phố Nguyễn Thực Hiện, đến kiểm tra tiến độ chuẩn bị lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2024. Theo báo cáo, đến hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã được chuẩn bị chu đáo. Trong đó, đã thực hiện tuyên truyền trên các màn hình LED từ ngày 10 tháng 4, hoàn thành các nội dung chương trình kịch bản lễ dân hương để trình cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến. Cùng với đó là chuẩn bị tốt việc tôn tạo cảnh quan tại đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao trong thời gian diễn ra sự kiện này. Đối với lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, hiện công tác chuẩn bị đến nay cơ bản theo tiến độ. Trong đó đã ghi nhận sự đăng ký tham gia của các đơn vị doanh nghiệp và địa phương với 165 gian hàng. Đồng thời tập trung thực hiện sân khấu để phục vụ lễ khai mạc, bế mạc và các chương trình văn nghệ phục vụ khách tham quan trong thời gian lễ hội. Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị tiếp tục tập trung thực hiện tốt các hạng mục còn lại để chương trình lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ diễn ra theo kế hoạch và thành công tốt đẹp. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ được thành phố Cần Thơ tổ chức vào lúc 7 giờ sáng ngày 18 tháng 4 nhằm mùng 10 tháng 3 âm lịch và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2024 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 19 giờ tối ngày 17 tháng 4. Cả hai sự kiện này đều được Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ truyền hình trực tiếp. Kính mời quý khán giả đón theo dõi.